Hello, mình chào các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Thế Web. Trong series này, mình sẽ hướng dẫn các bạn các kỹ thuật về WooCommerce. WooCommerce là một trong những login thứ ba các bạn có thể cài đặt trên website WordPress để chúng ta tích hợp tính năng bán hàng ha các bạn. Thì đây là một trong những cái login cực kỳ mạnh hỗ trợ chúng ta vừa bán hàng và tối ưu được tất cả những cái thông số. Ví dụ như các bạn hỗ trợ sale và thanh toán giao hàng thì WooCommerce đều hỗ trợ được hết. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp cái công cụ giao hàng để cho nó tự động tính tiền phí vận chuyển như thế nào cho chúng ta trên website một cách tự động ha các bạn. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn tích hợp giao hàng nhanh vào website sử dụng WooCommerce và các bạn cùng mình đồng hành để chúng ta bắt tay vào thực hiện chức năng này nhé. Và các bạn lưu ý thì chúng ta sẽ không mất bất kỳ một đồng phí nào để chúng ta sử dụng cái login giao hàng nhanh này. Đây là một login do Giao hàng nhanh tài trợ và anh lập trình viên Lê Văn Toản đã hoàn thành cái dự án này và hỗ trợ chúng ta. Ha, bây giờ các bạn cài đặt và chúng ta sử dụng miễn phí. Và đầu tiên xin cảm ơn Giao hàng nhanh, anh Lê Văn Toản cùng đồng hành để tạo ra những cái nền tảng giúp cho anh em cộng đồng online bán hàng tốt hơn và những doanh nghiệp có thể sử dụng nền tảng này để chúng ta có thể tích hợp cho quá trình bán hàng nó thuận lợi hơn. Và ok, chúng ta cùng nhau bắt đầu đi tích hợp nó vào website nhé các bạn. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký và nút chuông để ủng hộ tinh thần của mình, chia sẻ những video về WordPress, về SEO, về Digital Marketing thường xuyên trên kênh của mình nha các bạn. Ok, chúng ta cùng nhau thực hành thôi. Rồi, đầu tiên các bạn truy cập vào cái đường dẫn website của chúng ta, rồi xịt một cái WordPress-admin để chúng ta đăng nhập vào trang quản trị nha các bạn. Rồi sau đó các bạn nhập user và password của chúng ta sẽ login vào ha. Ok, thì đầu tiên các bạn di chuyển tới cái phần login giúp mình. Rồi các bạn bấm vào phần cài mới. Ở đây chúng ta sẽ tải một cái login lên ha. Rồi các bạn bấm vào cái nút tải login lên. Rồi các bạn bấm vào cái nút chọn tệp ở đây ha. Các bạn sẽ lựa chọn cái file login và chúng ta upload lên ha các bạn. Sau đó các bạn bấm vào cái nút cài đặt. Rồi, sau khi cài đặt thành công thì các bạn bấm vào đây, chúng ta kích hoạt lên nha các bạn. Sau khi mà các bạn kích hoạt á, thì các bạn di chuyển tới phần WooCommerce ha. Nó sẽ xuất hiện thêm một cái phần mới là cài đặt giao hàng nhanh. Các bạn bấm vào giúp mình. Rồi, trong cái phần này thì chúng ta cần phải lấy cái API bên cái shop giao hàng nhanh. Nếu các bạn chưa mở một cái shop trên giao hàng nhanh thì các bạn vào cái trang giao hàng nhanh.vn. Rồi các bạn vào trang này, các bạn mở giúp mình một cái shop ha. Các bạn bấm vào cái nút đăng ký dịch vụ ở đây. Sau đó các bạn bấm vào cái form đăng ký ở đây ha. Các bạn nhập vào một cái user password để chúng ta tạo một cái account thôi các bạn. Như vậy thì các bạn mới có thể đăng và API được lên cái đơn hàng của giao hàng nhanh. Rồi, nếu các bạn nào chưa có thì chúng ta lên cái trang này, chúng ta mở một cái account ha, chúng ta mở một cái tài khoản cho nó. Bây giờ mình sẽ quay trở lại đây ha. Rồi, trong cái phần token key này thì các bạn sẽ nhìn thấy một cái nút là lấy token key tại đây. Các bạn bấm một cái nút tại đây giúp mình, mở một tab mới ha. Trong cái phần này thì các bạn sẽ đăng nhập user và password chúng ta vừa tạo khi nãy để login vào cái trang này ha các bạn. Các bạn bấm vào nút đăng nhập ở đây. Sau khi các bạn đăng nhập thành công thì nó sẽ xuất hiện ra hai phần, thứ nhất là Lion ID và thứ hai là API key. Thì các bạn sẽ copy cái phần này giúp mình ha. Các bạn bấm vào cái nút hiển thị ở đây, sau đó nó sẽ hiển thị ra cái API key của chúng ta. Các bạn copy cái phần này, rồi các bạn bấm vào nút sao chép. Sau đó chúng ta quay trở lại cái phần này, các bạn dán vào đây giúp mình. Rồi, chỉ cần dán cái phần này thôi nha các bạn. Các bạn để tất cả những phần còn lại ở mặt định ha. Tiếp theo các bạn sẽ bấm vào cái nút lưu thay đổi ở đây. Rồi các bạn sẽ bấm vào cái nút cửa hàng, xịt một cái kho, các bạn bấm vào đây giúp mình. Thì tất cả những cửa hàng mà chúng ta thiết lập bên trên shop của giao hàng nhanh thế nào thì ở đây nó sẽ tự động API và nó lấy xuống cho chúng ta luôn, chúng ta không cần phải nhập lại ha các bạn. Và trường hợp các bạn muốn thêm kho ha, chúng ta có thể bấm một cái nút thêm kho ở đây. Rồi các bạn nhập giúp mình một cái thông tin kho mới, nếu các bạn có nhiều cửa hàng hoặc là có nhiều kho thì chúng ta có thể nhập vào đây ha. Rồi, ở đây chúng ta có thể bấm vào cái khu vực bán hàng này các bạn. Nếu các bạn chỉ bán ở một khu vực nào nhất định thôi, thì
thì các bạn có thể chat vào đây ha. Còn nếu các bạn nào bán 63 tỉnh thành của Việt Nam luôn thì chúng ta không cần chat vào nha các bạn. Nếu các bạn chỉ bán là Hồ Chí Minh ha thì chúng ta lựa Hồ Chí Minh và chúng ta bấm dấu chat vào. Ví dụ như vậy ha. Đó, nếu các bạn bán một vài tỉnh thôi thì chúng ta chat vào như thế này. Còn không thì thôi các bạn để trống giúp mình. Ok, như vậy là cái phần setup của chúng ta đã xong nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ ra thử đặt một cái đơn hàng ha. Thì trước khi đặt được cái đơn hàng thì trong phần sản phẩm các bạn cần nhập vào khối lượng và kích thước ha các bạn. Bây giờ mình sẽ di chuyển qua cái phần sản phẩm ở đây. Mình sẽ bấm vào tất cả sản phẩm. Rồi, ví dụ như ở đây mình có một cái sản phẩm đầu tiên ha các bạn bấm vào cái nút chỉnh sửa. Tiếp theo các bạn kéo xuống phía dưới này giúp mình. Các bạn di chuyển tới phần giao hàng ha. Rồi, ở đây nó sẽ yêu cầu chúng ta nhập trọng lượng, tức là khối lượng nha các bạn. Ví dụ như ở đây mình nhập là 2 kg. Đơn vị ở đây là kg ha các bạn ha. Nếu của các bạn bao nhiêu kg thì các bạn nhập thực tế vào đây. Tiếp theo chúng ta sẽ nhập kích thước vào ha các bạn. Đầu tiên là chúng ta sẽ nhập vào chiều dài. Chiều dài của mình là 30 cm. Tiếp theo chiều rộng là 50 và chiều cao là 100. Rồi, như vậy là chúng ta nhập đủ 4 thông số: khối lượng, kích thước, chiều dài, chiều rộng và chiều cao. Sau đó các bạn di chuyển lên phần này, các bạn cập nhật lại giúp mình. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ mở sản phẩm này ra mình xem thử nha các bạn. Khi mà các bạn thêm những cái thông số vừa rồi vào thì bên đây nó sẽ xuất hiện thêm một cái phần nữa là thông tin bổ sung. Nó sẽ show ra cái phần trọng lượng 2 kg và kích thước của chúng ta là 30 x 50 x 100 cm. Tại sao chúng ta phải nhập cái thằng này? Vì giao hàng nhanh nó cần biết được cái khối lượng và kích thước cái kiện hàng của chúng ta như thế nào thì nó mới tính được cái phí vận chuyển nha các bạn. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ mua hàng thử cho các bạn xem nha. Thì ở đây nó có nút là thêm vào giỏ hàng thì mình sẽ bấm mua hàng như bình thường ha các bạn. Rồi, ở đây chúng ta sẽ bấm vào cái nút là xem giỏ hàng. Rồi ở đây nó có hai sản phẩm như thế này ha các bạn. Thì mình sẽ xóa bớt một sản phẩm này. Rồi, chúng ta sẽ bấm vào cái nút là tiến hành thanh toán. Ok, thì khi các bạn vào trang này, đây là cái trang thanh toán ha, thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái phần mới nữa, đó là cái quận huyện của chúng ta, thứ hai là cái phường xã của chúng ta ha các bạn. Ở đây nó sẽ lấy toàn bộ dữ liệu về vị trí phường xã ở Việt Nam ha các bạn, 63 tỉnh thành luôn. Thì việc của chúng ta hoặc là việc của khách hàng vào đây là chỉ cần nhập vào cái địa chỉ nhận hàng của khách. Rồi ví dụ như ở đây mình sẽ nhập vào cái Ninh Thuận ha. Rồi chúng ta sẽ nhập vào, chúng ta chọn tỉnh và chúng ta sẽ chọn thêm là cái phần huyện ha. Rồi mình sẽ chọn vào là Ninh Thuận, Ninh Phước. Tiếp theo trong cái phần phường xã này, các bạn sẽ chọn đúng cái xã của chúng ta đang ở ha, chúng ta cần nhận hàng. Rồi, trong cái phần địa chỉ này thì mình nhập vào cái thôn của mình là thôn Trường Thọ ha. Ở trên phía trên này thì chúng ta nhập vào tên, số điện thoại và email. Khu vực này là chúng ta nhập vào cái chú thích thôi các bạn. Ví dụ như các bạn nhập là giao hàng giờ hành chính. Rồi, thì các bạn nhìn sang phía bên tay phải trong cái phần giao hàng này thì cái login này nó sẽ tự động tính cho chúng ta là 53.600 nếu mà chúng ta vận chuyển cái kiện hàng này ha. Rồi tiếp theo, trong phần này thì khách hàng sẽ lựa chọn phương thức thanh toán là chuyển khoản ngân hàng hay là sử dụng tiền mặt khi mà nhận hàng ha. Rồi, mình sẽ bấm vào là trả tiền mặt khi nhận hàng, sau đó chết vào cái dấu này. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào cái nút đặt hàng cho các bạn xem thử nha. Ok, sau khi mà nó chạy xong thì đây là chi tiết đơn hàng của chúng ta ha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ vào lại cái phần quản trị admin ha. Rồi các bạn di chuyển tới phần là WooCommerce, các bạn sẽ thấy ở đây nó thông báo ra một cái đơn hàng mới, các bạn bấm check vào giúp mình. Đây là cái thông tin đơn hàng vừa rồi mà chúng ta đặt ha. Nếu là khách hàng người ta đặt trên shop của chúng ta thì việc của chúng ta chỉ cần vào đây. Các bạn nhìn đây thấy có nút là tạo vận đơn giao hàng nhanh, các bạn bấm vào giúp mình. Ok, thì ở đây chúng ta có thể chỉnh sửa lại khối lượng trường hợp mà số lượng chúng ta nhập trên website nha các bạn. Rồi ở đây chúng ta có thể chỉnh sửa lại khối lượng kích thước thôi các bạn ha. Ghi chú ở đây thì có thể cho, nó có rất là nhiều mẫu ha. Chúng ta có thể cho thử hàng, cho xem hàng, không cho thử và không cho thử hàng. Nó có ba cái option này cho chúng ta lựa chọn. Rồi chúng ta có thể note ghi chú vào đây nha các bạn. Giao hàng, nhẹ tay gì đó. Rồi tiếp theo thì ở đây
Các bạn có thể lựa chọn cái phương thức mà thanh toán cái đơn hàng này, tức là thanh toán cái phí vận chuyển, ai sẽ là người thanh toán cái phí vận chuyển. Nếu người gửi là các bạn ha, là các bạn check vào cái nút là người gửi hoặc là người nhận, tức là khách hàng, người ta sẽ thanh toán cái phí này nha các bạn. Ở đây mình sẽ thanh toán cho khách luôn, mình sẽ bấm vào đây. Nếu các bạn đem hàng này tới bưu cục thì các bạn check vào cái nút có, các bạn sẽ được giảm thêm 2.000, còn không thì các bạn bấm vào cái nút không ở đây. Rồi, phí của chúng ta nó sẽ không được hỗ trợ thêm 2.000 đồng này hả các bạn. Tiếp theo chúng ta sẽ bấm vào tạo vận đơn. Rồi, ngoài ra mình nói thêm một cái nữa là ở trên đây nó có chỗ cho chúng ta chọn kho ha. Nếu các bạn có nhiều kho hàng thì các bạn có thể lựa chọn cái kho hàng nào gần nhất chúng ta để chúng ta tạo cái đơn này hả các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ lựa chọn cái kho này. Sau đó chúng ta bấm vào tạo vận đơn. Ok, như vậy là mã vận đơn nó đã được tạo và nó sinh ra ở ngay chỗ này ha các bạn. Các bạn có thể copy cái phần này ha. Chúng ta quay lại cái trang giao hàng nhanh. Rồi, các bạn đăng nhập vào giúp mình. Thì ở đây các bạn có thể nhấn Ctrl F trên bàn phím, chúng ta Ctrl V ha để chúng ta tìm cái đơn hàng cho nó nhanh. Thì ở đây các bạn thấy ha, cái đơn hàng của chúng ta nó đã được API vào đây một cách rất là nhanh chóng. Ok, video này mình đã hướng dẫn các bạn biết cách sử dụng cái login giao hàng nhanh do anh lập trình viên Lê Văn Toản thiết kế ra và được giao hàng nhanh hỗ trợ chúng ta, và chúng ta có thể tích hợp vào WooCommerce để giúp cho khách hàng biết được cái phí vận chuyển và khách hàng có thể mua hàng một cách dễ dàng hơn. Ok, video này mình đã hướng dẫn các bạn tích hợp và làm thành công rồi. Hy vọng video sẽ hữu ích cho các bạn. Rồi, nếu các bạn muốn thiết kế những cái website theo yêu cầu, hoặc là các bạn muốn làm những cái giao diện theo cái ý thích của các bạn để bán hàng, để làm landing page hay là bất kỳ một cái dịch vụ về kiểu web nào mà các bạn thích thì hãy inbox cho mình ha. Bên mình là cô chuyên cung cấp về những cái dịch vụ thiết kế website cũng như dịch vụ về SEO ha các bạn. Ngoài ra nếu các bạn cần mua cái theme giá rẻ hoặc là mua bộ sụt giá rẻ ha, các bạn có thể vào cái trang là theme.quangtheweb.com. Các bạn có thể kéo xuống đây và chúng ta lựa chọn cái mẫu giao diện nào ưa thích ha. Thì tất cả những giao diện mình thiết kế và mình đưa lên này chỉ có 700.000 thôi. Và khi mà các bạn mua cái theme bên mình thì mình sẽ tặng thêm cho các bạn những cái gì? Thì đầu tiên các bạn sẽ được tặng cái login Gmail Pro chính hãng. Thứ hai là sẽ tặng thêm cho các bạn cái login là Rocket ha. Hai cái thằng này tổng hợp lại hiện tại đang bán giá là 300.000 nha các bạn. Nếu các bạn mua cái theme này bên mình thì mình sẽ tặng free cho các bạn xài chính hãng luôn ha. Chúc các bạn tích hợp chức năng giao hàng nhanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin cảm ơn.